lấy một cái ra đi, lấy một cái ra đi, cao quá. Nó nên phụ đỡ lên. Anh cứ đỡ lên em, cứ đỡ lên. Cái này, cái xe này của bệnh viện đúng không anh? Đem xe vô trả anh ta đi. Lấy xe ra, cho xe anh ta ra kìa. Ủa chị có đi theo không? Không, đây ông ba đi thôi. Có chú với lại anh chồng của chị. Dạ. Hiện tại hai anh em cũng đã tiếp cận được bệnh nhân và đưa bệnh nhân lên băng ca và đưa lên xe rồi nha cả nhà. Cứ đem ra kiểm tra hết đi đầy đủ hả lên đường anh ơi, mất công à. Bố đâu đây vậy? Để đi cho cô. Bố ngay bố xe á. Rồi. Còn có chứng minh bảo hiểm đầy đủ là được rồi. Rồi thôi lên, mình lên xe luôn. Dạ, xe sớm cho ta luôn. Để cháu ra về tay ba đâu? Không áo về tay, không áo phát sao chị nói. Rồi xong mình đóng cửa mình đi nha. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại hai anh em cũng đã tiếp cận và đón được bệnh nhân rồi nha thưa cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là hai anh em đang chạy ra cổng bệnh viện để mà trên đưa bệnh nhân lên bệnh chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nha thưa cả nhà. Thì mời cả nhà tiếp tục theo dõi hành trình cũng như là chuyến đi và câu chuyện nó ra sao nha cả nhà. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại xe của hai anh em cũng đã lên đến cầu Vàm Cống rồi nha thưa cả nhà. Thì hiện tại xe của hai anh em đang ở trên cầu Vàm Cống đây thưa cả nhà. Hai bên là sông nước, miền Tây sông nước nha thưa cả nhà. Đây là trên cầu Vàm Cống. Thì qua cầu Vàm Cống xuống cầu Vàm Cống là tới địa phận của tỉnh Cần Thơ rồi nha cả nhà. Thì thông báo cả nhà là xe của hai anh em cũng đã về đến Cần Thơ rồi, chỉ còn khoảng 2 tiếng 3 tiếng nữa thôi là xe của hai anh em có mặt tại Sài Gòn nha cả nhà. Thì hôm nay là đầu tuần thì ca cũng rất là đông nên bên hội thiện nguyện BDS chuyến xe không đồng thì cũng đã full hết xe rồi nha cả nhà. Thì hai anh em cũng tranh thủ để mà quay về Sài Gòn để mà chiều nay chắc có khi là xe hai anh em tiếp nhận thêm một ca để mà về tỉnh Phú Yên nữa nha cả nhà. Thì mời cả nhà tiếp tục theo dõi hành trình và câu chuyện của hai anh em nha cả nhà. Dùng cái thương đó mà mổ cái bệnh này, anh kêu bệnh là khối u đại tràng, anh đã kêu bài bỏ ung thư á. Thì từ lúc mổ giờ thì nó cứ làm tới làm lui tới lui hoài, rồi bác sĩ mới kêu đi lên nhập viện. Ngay sức khỏe là cũng yếu, thì giờ thì nhà anh thì có anh đó, anh mà có anh thì bằng nuôi 4 đứa con thêm vợ đó, chứ đâu có đất có giường gì đâu. Đi bằng mướn ngày nào sống mà nấy. Là hai giờ chồng đi bằng mướn không? Vợ ở nhà coi con, nhà cửa, còn có anh đi làm à?
anh công việc của mình là đi làm gì anh? Là người ta thuê gì làm đó hay sao? Không, đi làm thợ hồ. À, là anh đi làm hồ. Làm hồ vậy một ngày được bao nhiêu anh? Làm có ngày thì cũng ngày quân bình ngày cũng 300 ngàn, nhưng mà có bữa làm thì bữa không nắng thì làm, mưa nghỉ. Thì gia đình mình có được mấy cháu hả anh? Bốn đứa cháu. Hiện tại cháu ở dưới quê cùng với ai? Giờ ở nhà với bà nội, nhà đẻ kết và kế về bà nội đó. Bà nội ở nhà coi mấy đứa em nó tiếp. Nhỏ lớn thì nó 17 tuổi, rồi nhỏ 11, rồi nhỏ kế mới 2 tuổi, rồi nhỏ mới sanh có 2 tháng mấy. Thì chị là chị mất bệnh lâu chưa anh? Bệnh này mới phát hiện thôi chứ theo mình biết bệnh chắc cũng cả năm ngoài rồi đó. Là chị bác sĩ chẩn đoán là chị bị bệnh gì anh? Bị khối u đại tràng với sỏi túi mật với viêm lép tử. Là ở dưới bệnh viện tỉnh thì họ có mổ lần nào chưa anh? Mới mổ cách đây 10 ngày. Thì mấy đầu ở dưới điều trị sao bị nhiễm trùng đó, rồi mới chuyển viện lên trên thành phố. Là hiện tại bây giờ là bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng vết thương. Là thì bệnh viện có yêu cầu mình là chuyển viện không, hay là mình muốn xin chuyển viện? Này cầu chuyển viện mà đi xe bệnh viện, đi xe bệnh viện đi tới 3 triệu mấy, rồi đâu đủ tiền đâu lên tỉnh, không lo cho vợ ăn uống hay là thuốc men gì đâu. Thì bởi vì cũng nhờ được bên mạnh thường quân bên đây xe từ thiện đó, rồi bên mấy anh chở đi thì đỡ được cái chi phí đó, thì cũng xe chở cho vợ tới đâu hay tới đó chứ biết sao vậy. Thì còn nước thì còn tát thôi anh. Thì bây giờ thì thời buổi bây giờ cũng kinh tế cũng khá là khó khăn. Thì bây giờ hoàn cảnh mình thì cũng khá là khó khăn, đặc biệt trong nhà chỉ có một mình anh là thành viên chính cũng như là lao động chính, là ở nhà còn 4 đứa cháu nữa. Thì anh có gì muốn chia sẻ với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân về điều kiện gia đình mình không anh? Nói chung thì cái điều kiện gia đình này là nó khó khăn rồi đó. Thì giờ đi thì không có mặn mụn gì nữa, không có làm ra tiền. Giờ đi nuôi vợ thì con ở nhà thì chờ cái đồng lương chính của mình về, nhưng mà giờ đi như vậy thì như là đâu có thời gian đâu mà mặn ra tiền nữa. Giờ cũng như nằm đó chịu chặn đó. Thì nào giờ phải ăn mới về, thì không có cũng dây mượn người ta nữa về mặn trả chứ sao vậy. Nhưng mà các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà có cái lòng hảo tâm giúp đỡ cho vợ chồng tôi thì vô tình tôi cảm ơn nhiều. Là anh có thể cho em biết anh tên gì không? Tên Hậu. Tên Hậu. Là anh là chồng của bệnh nhân? Bệnh nhân tên Thanh. Dạ. Cái gì chị tên gì? Quỳnh Thị Thanh. Dạ. Thì bây giờ là... Ủa làm sao là anh biết đến hội bên em mà anh nhờ xin chuyến xe không? Thì cũng có người thím là chồng bà chạy taxi đó, thì bà cũng quê Bến Tre, bà nghe mình nằm bệnh viện thôi chuyển viện này kia nè, rồi bà xin của cũng bà có liên kết bên hội bên Mạnh được Quân bên đây, thì sao mà có ông anh không có số đó, rồi cho bà mới cho bên đây, rồi mới liên hệ điện được, rồi bây giờ mấy anh giúp được cũng mừng lắm. Rồi cảm ơn anh. Thì đây là chị bệnh nhân. Hiện tại chị sức khỏe cũng không được tốt, tại vì đường lên Sài Gòn cũng khá là xa nên chị phải thở oxy. Thì còn đây là chú là cha chồng. Ba chồng. Dạ. Thì ba chồng cũng phải đi theo để phụ chăm sóc con dâu. Vậy thôi bây giờ mình tiếp tục hành trình từ đây lên trển nhất cỡ tầm nửa tiếng nữa là tới rồi. Dạ. Cũng không có gì hơn, cũng cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con thôi. Dạ dạ. Thì thôi con mời chú lên xe để mình tiếp tục mình. Kính thưa quý vị khán giả, quý vị Mạnh Thường Quân đã bệnh chuyển từ bệnh viện tỉnh Kiên Giang về Sài Gòn bệnh viện Chợ Rẫy. Thì sau lúc đi là 11 giờ rưỡi, sau 3 tiếng rưỡi thì tụi em đã tới bệnh viện Chợ
Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Kêu ra được tiền đó, giàu với con. Dạ không không, bên con là xe hội thiện nguyện BDS của chú Tâm Sang nên tụi con không có nhận tiền bà con nha. Chú có giữ tiền đó, chú lo sức khỏe cho chị và ăn uống gì nha chú. Dạ dạ, chú giữ gìn sức khỏe nha chú. Anh lý nữa không chứ. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Dạ, thưa cả nhà thì hiện tại xe của anh em cũng đã hoàn thành xong một nhiệm vụ là đưa từ rước từ bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để mà chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì hiện tại bây giờ hai anh em cũng đã đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy rồi nha thưa cả nhà. Thì đây hiện tại hai anh em tranh thủ để mà chạy qua bệnh viện 115 để đón một ca là từ 115 đi về Phú Yên nữa nha cả nhà. Thì hai anh em cũng chắc xin kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị có một ngày, một buổi chiều đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bye bye. Chào cả nhà anh Trần. Bye bye cả nhà nha. Bye bye, tiếp theo hành trình của tôi anh nha cả nhà. Dạ yeah, thì bây giờ tại anh Trần cũng không có được nói nhiều, không có nói nhiều được tại vì tranh thủ chạy qua bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện 115 nha cả nhà. Tại vì người nhà là họ làm thủ tục xong rồi họ khối quá nên hai anh em cũng hồi sáng giờ chưa được ăn gì luôn á thưa cả nhà. Thì cả nhà xem và theo dõi clip đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi kênh tụi con nha cả nhà.